mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học đầu tư bất động sản thuê và cho thuê thành công. Tôi là Phạm Văn Nam, làm chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản. Tôi đã tham gia vào lĩnh vực này với hơn 5 năm kinh nghiệm. Trong 5 năm vừa qua, tôi đã giúp đỡ được cho hàng nghìn người giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, mua bán, bất động sản nói chung và trong phân khúc thuê và cho thuê nói riêng. Tại sao tôi lại làm nên khóa học này? Phân khúc thuê và cho thuê sẽ đem lại cho bạn các lợi ích như sau. Thứ nhất, bạn có thể bắt đầu tham gia vào lĩnh vực đầu tư bất động sản thuê và cho thuê với số vốn ban đầu rất là ít. Thứ hai, tạo ra thu nhập thụ động bằng hàng tháng mà bạn không cần phải làm việc vất vả. Ví dụ như với thu nhập là 10 triệu đồng trên một tháng trên một nhà thì ít, nhưng nếu như bạn có 10 nhà cho thuê thì mức thu nhập của bạn sẽ là 100 triệu đồng trên một tháng. Đây là mức thu nhập mơ ước của rất nhiều người, đúng không nào? Bạn có muốn mình có mức thu nhập như thế này không? Thứ ba, giúp cho bạn thuê được một mặt bằng hoặc nhà ở mà không phải mất tiền, thậm chí có thêm thu nhập hàng tháng từ nó và nhiều lợi ích khác mà bạn có thể chắc chắn nhận được trong khóa học này của tôi. Với những giá trị vô cùng tuyệt vời như vậy, xin chúc mừng bạn đã có mặt ở đây trong khóa học đầu tư bất động sản thuê và cho thuê thành công. Trong khóa học này, tôi sẽ chia sẻ với bạn bao gồm 10 phần với khoảng 47 video. Phần thứ nhất, đó là giới thiệu tổng quan về khóa học. Phần thứ hai, thuê và cho thuê với các cái mô hình kinh doanh khác nhau. Phần thứ ba, thuê và cho thuê với những chiến lược chênh lệch như thế nào. Phần thứ tư, làm thế nào để có thể tìm kiếm một bất động sản cho thuê. Phần thứ năm, các chiến lược đàm phán đi thuê nhà. Phần thứ sáu, hợp đồng đặt cọc với chủ nhà. Phần thứ bảy là cách gia tăng giá trị của căn nhà để chúng ta cho thuê. Phần thứ tám, làm thế nào để có thể tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho thuê căn nhà của bạn. Phần thứ chín, cách quản lý mô hình kinh doanh bất động sản cho thuê đem lại thành công. Phần thứ 10 là phần tổng kết. Trong khóa học đầu tư bất động sản thuê và cho thuê thành công, tôi sẽ chia sẻ cho bạn và nói cho các bạn cách làm thế nào để có thể khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và tự do tài chính với phân khúc thuê và cho thuê. Và để nhận được kết quả cao từ khóa học thì bạn cần phải chuẩn bị những thứ sau đây. Thứ nhất, bút chì và giấy A4. Và mẫu giấy này được chia làm 3 phần. Cột thứ nhất, dùng để ghi tiêu đề của mỗi video. Cột thứ hai, ghi các nội dung, từ khóa mà bạn cảm thấy thích thú và mong muốn ứng dụng vào trong thực tế. Cột thứ ba, ghi xuống những hành động mà bạn cần phải làm sau khi học xong khóa học này. Thứ hai, sau khi học xong, bạn phải áp dụng tất cả các chiến lược trong khóa học này. Nên nhớ, học phải đi đôi với hành, phải làm thì mới có kết quả. Hãy viết xuống cho tôi ở một tờ giấy riêng và viết xuống chữ làm thật to ở giữa nào. Rất tuyệt vời. Bạn nên nhớ, học chỉ chiếm 20%, 80% quyết định thành công của bạn đó là làm. Làm và làm. Thứ ba, chúng ta có một nhóm riêng để tôi có thể hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của bạn. Đường link của nhóm tôi để ở trước mắt các bạn. Hoặc đơn giản, các bạn có thể rút điện thoại và quẹt mã code nằm ngay bên góc trái của màn hình để có thể nói chuyện trực tiếp với tôi. Bây giờ, tôi biết rằng bạn đang nóng lòng muốn bước ngay vào nội dung chính của khóa học. Nhưng bạn hãy làm giúp tôi một việc, đó là kiểm tra lại toàn bộ những công cụ cần thiết đã đủ chưa, bút chì và giấy A4. Nếu như đã đủ rồi thì mời bạn cùng đứng dậy và làm theo tôi. Và bây giờ hãy hít một hơi thật sâu và thở ra 10 lần. Bạn cứ làm như vậy cho đến khi bạn đủ 10 lần. Ok, mục đích của việc này là giúp cho bạn thay đổi trạng thái cơ thể để có tinh thần tốt nhất cho việc học tập. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.